Drop it. Chào các bạn đến kênh YouTube Tôi Yêu Japan. Thì hôm nay là mình đi đến book off, mình là chỗ đồ cũ, mình so điện thoại cho các bác xem đây. Đây điện thoại ở Nhật nó bán đây. Hãng AU là 1 này, hãng SoftBank là 2, hãng Docomo là 3 này, hãng này là phần đa là điện thoại iPhone nhé. iPhone các đời nghĩa là 5 cent thì bây giờ nó rơi vào tầm 1 triệu tiền Việt Nam mình cái điện thoại iPhone. Còn một man 388 là cái điện thoại này nó rơi tầm 2 triệu 6. Các bạn thấy là điện thoại của Nhật siêu rẻ chưa? 4 cent 9 nó gọi nó là 5 cent đi, gọi là 1 triệu. Còn đây là iPad, iPad là 2 man 2, gọi là 2 man 2 9 gọi 2 man 3, 2 man 3 là 4 triệu rưỡi. Đó. 4 triệu rưỡi cái iPad đây. Các bạn thấy chưa? 1 man 9 có 2 triệu cũng có, 4 triệu cũng có. Nói chung là đồ cũ của Nhật là siêu rẻ. Còn đây là tai nghe. Tai nghe thì là cái này cho dành cho các game thủ hoặc là các thanh niên nào thích nghe nhạc đây. Còn đèn pin có, mọi thứ trong đồ cũ công nghệ.